Chồng trẻ của Lucien Nguyễn chi 400 triệu mua quà tặng vợ 20 phần 10 bỏ mặc mẹ ruột, cộng đồng, có hiếu quá. Tuấn Dương, Lucien Nguyễn là cặp đôi có độ phủ sóng không phải dạng vừa trên mạng xã hội từ sau khi về chung nhà từ tỏ tình hoàn mỹ. Mới đây, hành động của chồng trẻ kém 9 tuổi của Lucien đã phải ăn đủ gạch đá. Theo đó, vào dịp 20 tháng 10 vừa qua, Tuấn Dương, anh chồng trẻ của hot girl Lucien Nguyễn khiến công chúng trầm trồ khi đăng tải video đi mua quà tặng vợ và con gái. Theo chia sẻ của Tuấn Dương, vợ và tiểu công chúa đầu lòng là hai người phụ nữ quan trọng nhất. Tuấn Dương mua cho con gái Nami đôi bông tai chỉ có duy nhất một đôi tại Việt Nam giá hơn 90 triệu đồng và tặng Lucien Nguyễn sợi dây chuyền có giá 315 triệu đồng. Tổng giá trị những món quà mà Tuấn Dương mua tặng vợ còn là hơn 400 triệu đồng. Anh chàng chia sẻ không muốn mua gì cho bản thân, chỉ muốn sắm sửa cho vợ con. Chia sẻ của Tuấn Dương khiến nhiều người tranh luận, khuyên anh nên để tâm thêm một người phụ nữ quan trọng không kém nữa đó là mẹ. Nhiều ý kiến bày tỏ việc Tuấn Dương yêu thương vợ con là điều đáng trân trọng, nhưng dù sao vẫn còn mẹ ruột, người đã sinh ra và nuôi nấng nên người. Chính vì vậy, dịp 20 tháng 10 cũng nên tặng quà và dành lời tri ân đến mẹ. Trước những tranh cãi, Tuấn Dương lên tiếng bày tỏ, đừng ai hỏi tôi mẹ là gì nhé. Mẹ là một người không ai có thể thay thế và không đặt cạnh so sánh với bất kỳ ai. Bên cạnh quà tặng đắt tiền, Tuấn Dương còn đầu tư mua hàng trăm bông hoa hướng dương về trang trí trong vườn nhà để tạo bất ngờ cho bà xã Lucien Nguyễn ngày 20 tháng 10. Cùng với đó là tặng quà các vú em, người giúp việc đã hỗ trợ gia đình. Lên tiếng khi chồng bất ngờ gây tranh cãi trên mạng xã hội, Lucien Nguyễn bày tỏ Tuấn Dương đã rất cố gắng để có thể tự tin mua những món quà tặng cho vợ con, đồng thời khẳng định anh không yêu cô vì tiền. Tuấn Dương, Lucien Nguyễn quen biết đã lâu nhưng mãi tới khi tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ, đôi trẻ mới nên duyên và cùng nhau tạo nên chuyện tình lãng mạn. Trước đó, hot boy Tuấn Dương, sinh năm 1998, vốn nổi tiếng là TikToker sở hữu vẻ ngoài điển trai, thường xuyên xuất hiện trong các bộ hình lookbook của thương hiệu thời trang nội địa. Trong khi đó, Lucien Nguyễn, sinh năm 1989, lại có profile khủng hơn khi là nhiếp ảnh gia có tiếng. Cô là bạn thân của Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc cùng nhiều mỹ nhân khác trong showbiz. Chưa dừng lại ở đó, Lucien Nguyễn hiện còn là nữ doanh nhân sở hữu 3 thương hiệu thời trang được lòng sao Việt. Sau khi đến với nhau, Lucien Nguyễn, Tuấn Dương thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Đôi trẻ cũng xuất hiện trên các chương trình truyền hình để chia sẻ về chuyện tình chị em của mình. Tuấn Dương bày tỏ dù có được trái tim người thương, anh vẫn nhiều lần bật khóc khi gặp chuyện không vui trong công việc và rất buồn mỗi khi bị nghi ngờ ăn bám bạn gái giàu có. Những lúc như thế, Lucien luôn là người ở bên động viên, từ đó cả hai thêm thông cảm, gắn kết với nhau. Do cách biệt đến 9 tuổi, cặp đôi thường xưng tên khi trò chuyện, có khi quen miệng vẫn xưng chị, em, thậm chí còn gọi nhau là sếp rất tình cảm. Khác với lời đồn đoán của dân mạng, khi hẹn hò với Tuấn Dương, Lucien Nguyễn không phải chịu thiệt thòi. Ngược lại, chị đẹp được bạn trai chiều chuộng hết lòng. Cặp đôi hàng tháng đều vi vu du lịch, tổ chức các buổi tiệc bất ngờ cùng bạn bè. Ngày 15 tháng 8, cặp đôi vui mừng chào đón thiên thần nhí, được đặt tên dễ thương là Nami. Khi nhập viện chuẩn bị sinh, Tuấn Dương luôn túc trực bên cạnh Lucien Nguyễn. Anh động viên nửa kia cố gắng, giúp cô an tâm hơn. Tuấn Dương luôn ân cần chăm sóc Lucien Nguyễn sau sinh. Anh thể hiện rõ trách nhiệm của người đàn ông là bờ vai vững chãi để Lucien nương tựa. Cặp đôi tiết lộ họ rất bất ngờ khi có con bởi dự định sau khi tổ chức đám cưới mới tính đến chuyện này. Tuy vậy, Lucien Nguyễn, Tuấn Dương đều đã chuẩn bị, sẵn sàng cho việc làm cha mẹ. Tôi thực sự rất vui nhưng vẫn có một chút áp lực. Tôi cảm thấy trách nhiệm sẽ phải tăng, cố gắng nhiều hơn trong tương lai để chăm sóc con tốt hơn, Tuấn Dương bộc bạch. Nami, công chúa đầu lòng, chính là minh chứng cho tình yêu đẹp, không khoảng cách của cặp đôi Lucien Nguyễn, Tuấn Dương. Bạn bè, người hâm mộ hiện đều dành nhiều lời chúc mừng cho gia đình nhỏ.